Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Hôm nay là Duyên sẽ gói bánh ít nếp nha ông bà cô chú ơi. Thì đó giờ là toàn là gói bánh ít bằng bột nếp không à. Hôm nay Duyên sẽ gói bằng nếp hộp. Thì trước tiên là phải có nếp. Này, cái này là cái phần nếp nè. Này là nếp mới trắng tinh luôn. Thì không những có nếp á, thì cái phần da thì có thêm bột mì khoảnh nữa nha ông bà cô chú. Còn cái phần nhân á, là có dừa trắng, dừa nạo trắng, mít với lại mứt bí. Mình để vô cho nó thơm và nó ngon. Thì cái này là Duyên gói hôm nay là 3kg nếp, tương ứng với là 3kg bột mì khoảnh. Trước tiên là Duyên sẽ chia nếp ra làm hai mẻ. Mình xào hai mẻ đi cho nó dễ. 3kg thì mình chia mỗi cái 1kg rưỡi. Thấy hổm gài á, người ta quay thấy ngon quá trời ngon. Hôm nay á, là mình gói ăn nha cả nhà. Rồi, mở lên cái rưỡi. Bây giờ chị sẽ ra đây để xử lý cái phần nếp này. Trước nếp á, thì chị sẽ vo sạch nha cả nhà. Này không cần phải ngâm trước. Chị đó thì chuẩn bị cái phần lá dứa để viền xào làm cái màu xanh. Lá thì sáng chỉ ó với lại bắc năm chọc xong rồi giờ về đây cái đầu cái mình xé mình lao lại cho nó sạch sẽ. Thèm cái món này lâu lắm rồi đó mà hôm nay mới có thời gian để mần bánh này á, mỗi lần mần bánh á là cả ngày trời. Bánh ít chị, bánh ít sâu nếp ngộ hả? Bánh ít nếp ngộ hả? Bởi vì chưa ăn chưa biết. Hôm nay em sẽ cho chị ăn thử coi nó có ngon như là bánh ít kia không. Rồi bánh ít bột không à? Dạ hôm nay là làm bánh ít nếp. Nguyên liệu thì cũng dễ tìm, chỉ cần nếp hộp với bột năng là được. Vo sạch luôn. Bây giờ dì sẽ quay ngang gan đậu phộng, còn bảy sẽ làm cái phần nhân nha bà cô chú. Được rồi. Trước tiên là cho đường vô để thắng, thì tùy khẩu vị của mỗi người, người thích ăn ngọt, người thích ăn lạc thì mình cứ nêm nếm như vừa mình ăn thôi. Cho nó tan hết đường rồi mới để dừa vô. Người đậu phộng sống mình rang lên cho nó thơm. Rang đậu phộng thì Duyên có cho vô đây ít muối hột nha, muối bọt nha cả nhà, cho cái hộp đậu của mình nó mặn mặn, nó vừa ăn á. Vô lửa là nghề của bảy. No. Con ở đẳng con dập hết đi. Tan hết đường chưa bảy? Xào nhân này á, nó hơi lâu tí xíu nha cả nhà. Lặng mình dắt cho nó dính á. Ăn bánh ít thì Duyên thích ăn nhân dừa nhiều hơn, không thích ăn nhân đậu. Bây giờ làm ký dừa đi. Nếu mà có dư nếp thì mình nấu đậu mình nấu thêm. Bây giờ để dừa vô nha cả nhà. Dặn cho xíu muối như vậy. Mình thắng tan đường vậy đó. Khi mà mình có làm cái gì ấy nó không có bị lợi đường. Nhiều khi để đường vô trộn nó tan đường không hết cái đường hộp hộp. Như vậy là đảm bảo đó. Trắng tươi như bông bưởi. Ít thôi, có hậu được rồi. Mẹ mình
mình như ngày là thường xuyên cả nhà, cũng có thể gấp 5 lần gì nè, nhiều quá. Dĩ dặn thì mẹ làm ngon lắm, tại vì mẹ làm bánh á, bánh trái sầu riêng á, với bông của lạnh sôi á. Mẹ mình thì nó vậy, còn mình thì sao nè? Mình mà làm được mà mình không có học cực lắm. Thì mình lên từ sáng tới chiều á, thì mần bánh lúc nào cũng cực hết trơn á. Nếu mà làm bánh nào gì phải nhín ra một ngày trời á. Mẹ đi ra dở rồi chiều lại cho nguyên cuốn dày luôn. Còn không? Không. Còn không, về kêu chỉ cho bí quyết. Cái này không có chỉ không được, mà cũng không có chỉ lấy tiền luôn. Rồi sao? Mình cứ đem theo cho mẹ mình, bóc sách luôn. Đúng rồi. Cái không hồng cực lắm. Đúng rồi, nó khéo, nó ngon thiệt. Ngon. Mẹ còn một cái món bánh nữa mà hồi hồi đó là có giá trị, bây giờ nó càng có cái giá trị. Thôi đừng nói nữa, nói mà học không được. Không, chị được hết trơn mà tại mình không làm. Chị hả? Dễ hả? Theo mẹ từ nhỏ tới giờ mà sao không biết được trời. Làm đi. Không. Lỡ sau này có thất nghiệp á, người ta đi làm bánh người ta bán. Bánh nghề bánh của mẹ là con trai á, con gái đỡ con trai nhiều, đi hỏi vợ có mâm bánh nó được không. Bánh thửng phải không? Không, bánh đầu nơm. Đầu nơm? Ừ. Đầu nơm là bánh gì? Hội tụ đủ bốn con luôn. À, lăn nguyên phụng à, ở nằm trên đầu á. Ai thích con bớm thì làm bớm, còn không thích thì làm con thiên nga, ví dụ như ý thích mình á. Dạ. Mà bốn con đó là nó tượng trưng cho bốn cái đủ tặng được nhiều đó hả bác nào? Nhiều à, cái máy hư nữa rồi. Hư nữa hả? Hả? Ừ. Cái máy xây 5 phút xin tiền 5 phút. Hôm nay là nó già rồi, nó bị bệnh này. Đây đậu phộng rang như vậy là đã được rồi nè cả nhà. Bây giờ dì sẽ để nguội rồi bóc vỏ nha. Tắt hết chưa? Tắt rồi. Dừa rất là trong luôn, nhưng mà cho nó gáo gáo tí xíu nữa đi. Dừa sầm nhân này cũng do người xào nó nghe cả nhà. Gán đi. Không phải ai xào cũng được gì đâu nha. Cả bác Nam, nghe gì chưa? Tôi chỉ nói cho cô nghe thôi chứ chị Nam mình không dám. Tại vì chị là chị của mình rồi, đương nhiên sao chị không biết được. Tội nghiệp quá. Thôi bạn ngồi đó bạn xào đi nghe. Bye bye. Bye bye bạn. Đây là cái phần mít, còn đây á là cái phần mứt bí. Dì sẽ cho mứt bí vô xào luôn nghe cả nhà. Thơm rồi đó. Ăn chúng miếng mứt bí là nó giòn giòn, sực sực, ngọt ngọt. Và dì sẽ cho mứt vô luôn. Hết cái bọc đó đi. Cái dừa mứt bí nhiều nó ngon. Chứ không có gì có hại dưới này hết á. Nó chừa lại chi. Cái phần nhân bây giờ đã được rồi nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ dì sẽ cho một xíu bột năng vô lặn cho nó có cái độ kết dính nha. Khi mà mình dắt á, nhân nó không có bị sức mẻ. Nó sẽ nắm tay lại với nhau. Nó không có đi ghê. Nắm tay nhau thật chặt. Nắm tay nhau thật lâu. Hứa với nhau một câu hả? Sao nữa? Nhắc lại cho các bạn. Quên hả? Không biết. Ở đây quên rồi. Cũng như là bỏ đôi dép đi bộ một mình là hết nhớ rồi đó. Có làm ta dở trời, ta mới hết nhớ. Mới hai câu rồi xong nghỉ. Thấy không? Nó kết lại liền phải không? Dính liền. Vô ngay cả nhà mình để đậu hết cái bọc này đi cho nó ấy. Ê, hết nha. Ai biết sao không được, sao ăn đụng cho nó xuống trời. Có nhiều để hết đi cô. Rồi sơ lên bây giờ con tay đồ lấy con tay ra mình dắt đi nha. Nè à, bó tay nè. Là hai cái đang ngủ trưa nữa mà ăn. Dạ, dạ, dạ. Thích cho trẻ 7 cây mà ngủ trưa lắm nè. Buồn quá lấy ngủ trưa cho nó già. Cái được rồi, nửa cái rồi. Nửa cái được rồi. Dắt hai tay khó dắt lắm. Dắt hai tay, thao 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 một tay. Dắt lâu lắm. Dắt lâu lắm. Rồi ba thử cái đây. Cái này hả? 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 Lá lòng cho bự bự, bà hai quên dặn nữa. Phải mình dắt cái cục nó bự lòng. Tại vì mình cắn nó làm hết cho to to. Nó bệnh á. Nó to mình cắt cục cục á, nó dính nhau. Nè,
bị thật sự lắm. Thấy không? Mà lại bít nhiều nữa. Quá nhiều. Bít hơi nhiều mà thích to. Bạn ơi. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình xào cái phần da nha bà cô chú. Thì Duyên sẽ xào nước cốt dừa. Đây là phần nước cốt đặc. Chia làm 2 bảy, chia làm 2 mẻ. Thì với 1 kg nếp là 2 lít rưỡi nước. Hết đi rồi mình lượn lại nha. Mình chế vô đó, mình chừa lại bao nữa. Không. Rồi, chia làm 2 đi. Rồi mình thêm nước cốt lá dứa với lại nước lọc thêm. Nước dảo không? Lấy nước dảo luôn. 2 lít rưỡi nước là 1 kg ký nếp. 1000ml là 1 lít đúng không ta? Chắc vị quá. Không vị thì nó cũng vị đi. Rồi cái này là 1 lít nè. 1 ký rưỡi tiếp á thì nó 3 lít 8. Con nước này mình thấy nhiều dữ vậy. Chia làm 2 luôn vậy. Rồi mình để mấy kia mình thêm nước lọc chứ không gì. Chết bà, cái đứa trên ngon, cái đứa dưới rồi. Rồi thêm nước lọc nữa. Đứa dưới là bị lỗ. Mình mới vừa cho nước dở vô nha cả nhà. Giờ mình thêm miếng nước lọc nữa. Nước lọc cho đủ cái lượng nước mới được. Rồi xong. Dữ rồi. Có cái này nó mới có cái đồ đông lít thôi. Rồi lên lửa. Bây giờ mình cho đường rồi vô đi. Đặng mình quậy mình lên lửa. Lên lửa đi, lên lửa đi. Đưa sẵn qua cầm đồ nghề sẵn. Cái phần da này á, thì mình cho đường. Mình cũng nêm nếm theo khẩu vị của mình đi. Tại vì cái phần nhân nó đã ngọt rồi. Mình cho đường ít chứ không có được nhiều chị. Cho mấy. Nó thổi cái lửa qua không được. Mình dàn vô đây là khoảng nửa muỗng canh muối. Cho cái da nó hơi mong mảnh thôi. Rồi đã bắt đầu mình sẽ nấu cho sôi rồi thả nước vô. Đã sôi rồi nè ông bà cô chú. Bây giờ mình sẽ cho nếp vô. Đã hết nếp rồi. Ê, nhắc như 7 giờ. Không, ngồi cái bên này. Không, cái này nè, bữa là con mà. Theo phò tá là không sao đâu. Cho trợ lý theo mới được chứ mình nên không được. Vậy phải có trợ lý mới được. Khi mà ta ra ghi một mình rồi các người đừng có theo ta kịp. Lúc đó ta đã thành rồi. Tin ê đâu một mẻ một ba trời. Đứng đâu chơi mẻ. Đưa vô một cái nữa rồi giống bữa đó luôn. Xin lỗi. Mình tưởng đâu làm mẻ một nhiều quá. Đây mình xào cho nó có sền sệt gì được là tắt bếp được rồi nè ông bà cô chú. Bây giờ dì sẽ cho bột mì khoảnh vô nha. Vừa cho vô vừa khuấy. Vừa rứ vừa khuấy. Okay. Này nhắm chùm nha. Đó là mỗi cái này ký gử nè. Ký gử thì ký gử. Cứ cho vô từ 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 từ. Cố lên để rồi. Tôi sắp hoàn thành rồi để rồi. Tôi sắp rồi. Sắp lên đỉnh rồi nha. Màu xanh đẹp ha. Lá dứa nguyên chất luôn. Là chuẩn nè. Là chất lá dứa nguyên si luôn chứ không có pha thảo phẩm màu vô nha cả nhà. Tại lá dứa nhiều á, mình sử dụng nhiều. Chổng khô luôn. Cứ cho bột vô từ từ hoài luôn. Mình cứ hứa ra coi gì. Lấy đũa để cột như gì. Mày phải cứ việc chổng đi, đâu gì đâu. Phải cứ
thoải mái để trộn đi. Tay đâu không làm gì dịnh dịnh đi. Ừ. Né ra mới được để mồ hôi dốc vô. Hết luôn hả? Ừ đúng rồi. Nhiều nữa rồi. Cứ khuấy đi bảy không sao đâu. Chị phải từ từ cũng đừng giờ chị em nói chuyện. Dòm chị sợ. Có ai làm gì đâu mà sợ. Không chỉ dòm thôi là biết rồi đó. Cố lên để rồi. Bánh thì làm bánh này có hơi cực cái lúc khuấy giúp lúc này nè. Hay quá bé ơi. Này là chính là bảy có lên chuột. Nuôi chuột bởi vậy cho nên các bạn có nhu cầu ăn thịt chuột lấy bảy. Nó bắt đầu là nó dẻo tay rồi đó. Đúng không bảy? Ừ. Không phải giờ chỉ thấy người ta like lên thôi chứ phải không có làm mới không biết giờ mới biết mà. Bữa nào dì sẽ cho bảy gói đem đi bán. Hôm nay là mình chỉ thí nghiệm thôi. Thử rồi đó. Đúng. Ăn cơm chưa? Chưa. Cơm chưa mà nóng nổi hả? Lại. Đói giống bảy vậy đó. Trời ơi. Ông sư đó ông huệ sao mà nó vừa không mình sắp tới rồi đó. Cố lên cố lên cố lên. Bên kia cái nữa rồi. Hai đứa nhìn hai qua coi, nhìn qua đây coi. Khuấy con cây chảo à mà quá trời quá đất à. Dẻo ha. Cái này á, thì mình cho bột vô á, ăn thua là do nếp nữa chứ không phải là cái liều lượng bột á, nó không có chính xác. Đấy, giống như là nếp cũ nếp mình mới là thấy được rồi thôi á. Được rồi thôi à. Ôi, hãy xả luôn. Rồi quay. Đây cái phần nếp đó đã như vậy là được rồi nè ông bà cô chú ơi. Nó rất là dẻo luôn. Chút xíu thì mình bắt với phần nhân y gan như là gói bánh ít bình thường vậy đó ha. Rồi giờ dì sẽ cho ra thao. Thì trước khi cho ra thao thì dì sẽ cho dầu nó thấm thao để cho nó đừng bị dính á. Nè bây giờ cô cạo xuống đi, đưa đây tôi bưng kẹt. Rồi. Rồi. Cố lên, cố lên. Cút cuối đừng thở nhẹ. Bà bảy này á thiệt chứ mặn chung với bả là không thể nào mà đến cừ được chứ. Hồi hộp thở dữ. Rồi bây giờ dì sẽ tiếp tục dưới bảy sẽ khuấy thêm một mẻ nữa rồi hai mấy que ngang gói luôn nha, cho cái mẻ này nó nguội á mình dễ bắt. Xào xong rồi đó cả nhà ơi, bây giờ và sẽ tập trung gói nha. Bà hai quấn đi rồi đưa cho con tiền nó ship. Thôi cho bà hai tự ship con đi. Cưng cưng ship đi rồi cái này thì mình cho dầu vô đây rồi cái mình thấm luôn. À, xào nước cốt dừa thì không bao giờ nó dính lá hết trơn á. Đó. Rất là dẻo. Làm ít nếp lên chút thì cái nó hơi bự. Xong qua bên kia cũng được. Ngồi luôn cái bát mắm. Hả? Ngồi đây sao được? Qua đây. Qua sau lưng ngồi bà già chồng mới chịu à. Đẩy
cái này dễ bắt hơn là nếp kia. Dính được không? Trời cho bé nấu đồ sổ còn sổ không cứ mà cậu bị ghế luôn. Ơi cái kìa, cái luôn cái bánh kẹo phóng bên cũng đắt quá bà ơi, kẹo ghe bà bảy luôn, kẹo phóng bên nhóc luôn. Lấy cái kéo hết này ra làm hết giữa đuôi nè, không phải cái kéo mà làm thì gói đẹp. Để đây đây tao đưa, để kế che vô đây luôn nè. Không sắp đi ra để bên đây tao gói cho nó mở nhọn đi cho nó đẹp. Bác đưa đây con bẻ cho. Đây con bẻ sắp luôn đi bảy, úp xuống luôn bảy cho nó nằm dài, úp xuống luôn đi bảy. Nói xấu một còn nguyên chị. Dạ nè, để mình thối đây kìa, mình đẹp, đẹp bằng bà bảy không ta? Nào dám nói đẹp đâu. Nói thử thì bằng bà bảy không ta? Đâu mà cũng đẹp bắt sắc nha. Bị quế. Quá đẹp quá. Tiền có cái nước là khéo gói thôi à. Chứ không làm gì được à. Sao không làm được, chị thử coi. Chị đưa em coi cái gì em làm được. Nắng lâu ha. Ai nắng phụ quá đi. Nắng đi phụ quá đi. Từ kìa. Thôi chị nắng làm, chị la bác tử. Cũng mất công bỏ tủa nữa. Làm lâu lâu đi. Từ từ, đừng gấp. Em làm đi, chị bị trẻ. Bác coi bây giờ. Biển bắt phép. Thôi không bắt đâu. Dư người bắt có hai người gói. Thôi để anh con bắt cho. Anh con bắt cho. Đó. Mình ngồi không lâu lâu một cái chạy đi ngồi chơi. Nó không con bị nghèo. Đó có gì thiếu nhân dư nếp gì đó. Nhưng mà cái đậu bự kìa. Chơi hoài gì đó trơn. Vậy cái đồi nhỏ đâm không có. Má ơi thiệt chứ. Nhảy ngồi chắc sập nhà. Sập chạy của người ta đi. Bà đi bà đừng nói tôi nghe mà nói tôi. Cỡ này cái chạy người ta ghiệu rồi đó. Cái này cái chạy của bắt bắt bờ lên mình nè. Chế cho nhỏ luôn đi chị ha. Cho chị dễ chế mà ba nhảy không à. Bà bấm hồi cái nó chưa có nhúng nhúng luôn. Đây người đẹp ơi, sửa hoài. Bà hai chỉ quắn đưa thôi. Đưa đi. Ai làm gì kệ người ta đi. Con bóp đưa. Cái này hơi bị nhỏ nè. Nhỏ bỏ một bên nè. Nhỏ nữa có dư có thiếu thì mình chắc cuối cùng hả na mình nói hai thằng chắc không được đưa bà cụ về nó chắc nói hay lắm. Cụ hay lắm. Cuối cùng đi hả chắc nói. Chắc ngày này Nhi thiếu nhân quá. Làm 100 cái làm 100 cái. Người ta có kéo mà cho tôi. Nãy nó rừng kéo đi, mấy con cái này cục bột nó lớn hơn cục nhân tí xíu nè. Nãy tôi lớn hơn rồi, cái đó bằng cục bột mà nó bằng cục nhân. Cục nhân mà bằng ít mà mình gói bằng nếp này là mình ăn không nổi á. Là mình nói vậy là nó đều, nó phải hơi bự hơn cái bột kia rồi. Cái này nhờ mình chồng chị, nó chỉ thấy cái khó này, nó thèm. Bà nội á, tự nhiên cái đòi bay gói bánh này ăn. Thèm ăn. Chắc ba mua cùng nó cho khó nào. Tôi lấy lá ra ngoài trời. Tôi nghĩ lấy nguyên một chồng lên đi. Không, nó không thích. Lựa nó đẹp tôi lấy. Mà mày có xấu thì lựa đầy gì đó. Ai đẹp thì lựa nó xấu cố đi. Cái bà lựa. Chị không có nói là chị gói đẹp. Chị chỉ đẹp thôi chứ chị không có gói đẹp. Không, mình, ai mình gói xấu mình lựa nó đẹp. Không. Nhưng nào đẹp thì lựa nó xấu cố đi. Đến đâu làm đó. Đó, rồi cái đẹp mà lửa một chút. Rồi. Cao gáo mà lửa một chút. Rồi cao gáo kệ mấy người đi. Đó nè. Tôi mấy ông bên kệ tôi. Nè, cao không? Bánh sao đẹp. Trời ơi, bắt năm kìa, người ta gói như ý kìa, người ta còn im gu kìa. Có hai người mà lộn xộn quá chừng luôn à. Ở đây phải đi chung với thắp viên nào. Trời ơi, bên này sao đưa qua bên kia để bảy. Thôi, không có cho qua nữa, chứ đừng có bảy tám như đây. Nè, ba. Ba, bốn gì nữa. Này cái không có nhét xuống dưới nè, cái chỗ này nó không vòng mà nó gãy chỗ này nè, rớt không thể. Chặt bắt kia để chạy xuống. À lấy nhét lên chết dưới. Vậy đó là quan trọng là cái hở gói vậy đó mà bằng đầu bằng đít là có khi nó chính là nó có góc thôi. Cái không có như là 7, mình 3, 8, nó gãy chỗ đó nó không được đẹp, đúng không? Chứ không gì. Đánh cứng. 16 có trang điểm xin cho đẹp lên. 6 thì mình nhờ trang điểm make up đồ vô.
cái gói nó lâu hơn. Hai ba cháu mà nè, đó giác này gượt kẹp rồi đó, gượt kẹp rồi đó. Gói lâu hơn cái nặng. Mẹ sao con xin miếng dầu với mẹ, con xin miếng dầu. Dạ. Chế vô đây nè bạn. Ở dưới này cho nó có cái lớp. Béo quá. Đời rồi bảy. Sớm giờ chị Ó cũng đã bắt nồi nước lên rồi nè ông bà cô chú ơi. Thì cũng được một xài rồi nè. Bây giờ mình sẽ hấp một mẻ trước nha. Đây. Cái xà bánh rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ Duyên sẽ hấp. Cái này gọi một mẻ đó à, hấp thêm một mẻ nữa mới được là hết. Bây giờ Duyên sẽ ra thử bánh nha. Trời ơi có bánh tét trong này nữa. Phải gói bánh đến rồi nó ra bánh tét. Nó đẻ trứng. Bây giờ mình thử đi. Giờ mình thử bánh cái đi, coi cái bánh nó như thế nào nghe cả nhà, coi chín chưa. Bánh đất đẻ bánh tét. Rất là đẹp. Ai mà gói khéo dữ. Tiền đó. Tiền có bánh khéo. Không, tiền có bánh đẹp lắm. Đúng rồi. Wow. Wow, ngon nha. Trong rồi cả nhà ơi, cái bánh đã chín rồi nghe. Mà nó định hình lại cái bánh ít cái định hình là ra cái bánh ít liền. Chín có mỗi nhọn nè. Cái nhọn này nè ra nè. Rồi, quá ngon. Ok, bây giờ sẽ vớt ra luôn. Rồi bắt đầu mình vô mình chắc cái mẻ kia đem ra hấp tiếp tục nữa nghe. Đúng rồi. Quá ngon. Trần ơi, bữa nay tính làm ăn thôi nhưng mà nó quá nhiều rồi cả nhà. Chắc có thể là dì sẽ chia cho mấy cô gói phụ á, ngự mớ còn nhiều mình đem đi bán. Ê, hình như cái gì dưới nữa hả vậy? Nó chín cái gì? Bưng cho nó nặng ha. Rồi, vô luôn mấy ơi. Bây giờ là gói đã xong rồi nè ông bà cô chú ơi. Thì một mẻ là cũng một xài nữa nè. Tí này gói đâu được mấy trăm cái. Hai trăm mấy chục cái quá. Rồi bây giờ dì sẽ chắc vô xài đem ra ngoài hấp nữa nha. Thì cái phần bánh tét hấp á là mình sẽ úp cái bề này xuống nha cả nhà, chứ đừng lật ngửa lên gì nha. Lật ngửa xuống, lật ngửa lên gì là nước nó sẽ nông vô đây, là nó sẽ vô cái bánh ít của mình. Bây giờ mình sẽ úp xuống vậy nè. Đó. Đâu đứt vô. Cái nào cái nấy như ý luôn. Đẹp cực kỳ. Cái thấm thấm qua bên kia định đè, bên đè. Chỗ nào cao quá cái thấm nó. Cái đầu cái đứt. Cái đầu. Hấp mẻ thứ hai. Rồi bắt đầu mình sẽ quay ngang thưởng thức cái mẻ đầu tiên. Nè, xay. Lá nó dài nhét cái đít được, nhìn cái bánh nó đẹp. Cái bánh nó đẹp nè, ha. Đít đầu nhọn. Bây giờ còn bánh tét nữa, bánh vỡ bây giờ. Rồi xong. Con mẻ này hình như mà nhiều hơn mẻ nãy nữa ta. Không đếm thử coi. Quên đếm nữa, lát nữa mới lấy ra mình đếm. Rồi. Nãy có 100 chẳng á. Hai thêm cháo bưng ra hấp. Để coi đứng bác để đứng được, bác nằm còn dở ra luôn. Ôi nước sôi dữ rồi. Cái này có khỏi cần thêm. 2, 3. Vô. Đang đủ. Đâu đủ đâu. Nghe có đủ. Tắt nút lại. Có đủ ha. Dạ. Này là thường cái mẹo hấp bánh là mình thắt nút thả vô cho nó mau chín. Được rồi bác ha. Làm như nếp này nó kỵ với lá đu đủ hết cả nhà. Khi mà mình để lá đu đủ vô á, nếp nó mau nhừ lắm.
xanh. Cái xanh hả? Xanh lá chuối. Rồi. Bánh ít mẻ đầu tiên đã chín rồi nè ông bà cô chú. Bây giờ cả nhà viện sẽ thưởng thức cái phần bánh ít nếp này nha. Bánh ít nếp nhân dừa. Đây, con mời bà Hai. Rồi. Bà Hai cảm ơn. Bác Nam. Bà Ba. Cảm ơn cô. Bác Chính. Rồi, thôi, ó khỏi mà. Mời lâu quá. Mời cứ quên nha, dạ mời cứ quên nha. Mất tiêu rồi, khỏi mời. Này, cái bánh nè. Bánh nó đẹp ghê chưa? Hơi bị méo đít chứ xíu. Nhưng mà vẫn đẹp. Đẹp. Cái này là nóng lắm, ăn lần đầu tiên bánh ít kiểu này nghe. Ăn bánh ít bột không à. Bánh ít bên này quá, cái nào cũng đẹp hết nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức bánh ít với gia đình nha. Nếp tự động là thèm bánh ít. Mà mình cười ra đi. Ủa quên mời cả nhà. Chẳng gửi mời ta. Chẳng ơi. Người ta lột chưa rồi mà bá mời gì. Mời cả nhà bánh ít nha. Bánh ít. Bánh ít nếp nha, gói bằng nếp nha cả nhà. Tròn ơi, nó chảy. Nó chảy ra múc đít luôn nè bà Hai ơi. Chảy đồ đầy hết trơn. Không, mơ mốt có đám là gói bánh này là ngon tuyệt luôn nè. Phải gọi bánh ít rồi ăn ít chút, đừng ăn nhiều. Ăn ít thôi, mời cả nhà. Mẹ Viền bị đau bụng rồi. Ăn ngựn chục cái thôi, ăn nhiều. Không à. Bánh ít rồi, ăn bánh ít thôi. Yeah. Không đóng ngọt lắm. Có nhỏ hết rồi. Wow. Này cũng là thơm thơm. Béo ngọt. Nhưng đùi. Chưa ăn mà béo ngọt. Cắn thử cái đầu miếng rồi nè. Chưa tới nhưng mà nó nhân bùi. Hồi nãy là thử rồi. Thử rồi hết một cái rồi. Này nè, tao ăn tới nè mới nhân bùi. Ngon. Có mứt nghe sực. Ngon. Đậu mít thì nghe cọc. Mít thì ngọt ha. Bây giờ nó mềm mà nó dẻo. Trời ơi. Ý là mời sao còn hết cái trước nè. Cái nữa đi. Cảm ơn chị Năm nha. Công kỹ đi chọc lá. Ăn nhiều. Nè nặng cái nữa nè. Chọc lá mệt ăn nhiều nha. Người tặng cái ngay bà bảy. Tặng bánh cái rồi chính tặng cái đó. Mấy ăn thử cái rồi. Ăn thử cái này nó được rồi. Ngon. Cái này mà đối đối hay giảm tăng một là có thể là vài cái được á. Tối đa là hai cái gì. Mắc cỡ gì bà Chín, mắc cỡ gì bà Hai. Cái da thì nó dai ăn mà trúng mấy cái hột nếp á. Giống như là nó sực. Cái này là khoai khẩu. Cái này ha. Bà Viền sẽ chế thêm khoai cao sống mà sắc sợi vô gân cái nữa. Trời ơi. Ngon cực kỳ luôn. Đừng có làm màu. Đừng làm màu dứa nè, không có thấy. Đúng rồi, màu vậy là làm dứa không á. Màu gì? Màu lá cẩm á, là thấy khoai cao. Trời. Cái hồ xanh là không có thấy. Ngon quá cả nhà ơi. Hôm nay thì cái này làm nấm mèo. Mình gói bánh ít nếp á. Ăn rất là ngon luôn. Có đám tiệc này á, gói cũng khỏe hơn bánh tét nhiều luôn á. Ăn cá vậy, ăn cá. Ngon. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Đặt văn giả thằng quê lãnh hết. Đúng rồi, lãnh hết. Ai đặt mấy cái cũng lãnh hết. Ngàn cái lãnh luôn. Nhiều cái, nó giá nhiều cái. 5.000 cái không? 5.000 cái rẻ. 4.000 thôi, bán 4.000 thôi. Tại vì... 10 cái thôi. Mời đặt 10 cái thôi. Không, tôi lần nào tới tôi đặt 10 cái trong bên này. Lần nào gói gọi đặt 10 cái. Đặt 10 cái không có lãnh. Mày biết hôm nay đặt nhiêu không lãnh mà. Đặt 10 cái. Bà ba này. Từ 50 cái lên mới lãnh. Không, đúng một mẻ. Là một mẻ là 100 cái. Là như là 4.000 cái là giá là cũng hữu nghị rồi. Thấy không? Ai có thương thì cho 5.000 cũng được. Bà ba kìa. Nói cho bà ba ở liền. Giá 5.000 đi. Cái này bán 4.000 rẻ nữa. Dạ. Bánh bự mà. Đúng rồi. Cái này ở ngoài chợ thì mình bán giống như là ngày mai gì sẽ cũng bán có 4.000 thôi để cho bà con thưởng thức cùng với biết thưởng thức cái ngon chung với gia đình luôn chứ. Thôi Viền xin tạm dừng video tại đây nghe. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.